Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày 12 tháng 6 năm 2021. Phụ nữ TV xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc các bạn và gia đình mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 12 tháng 6, nguồn cung thiếu hụt, đẩy giá trị tiêu xuất khẩu tăng cao. Theo ghi nhận, giá hồ tiêu trong nước sáng nay vẫn được thu mua trong khoảng từ 69.500 tới 72.500 đồng 1 kg, trong khi giá tiêu Ấn Độ có ngày giảm phiên thứ hai liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua theo giờ Việt Nam, giá hồ tiêu Ấn Độ giảm 10 rupee trên tạ, xuống mức giao dịch là 41.730 rupee trên tạ. Như vậy, sau vài ngày tăng liên tiếp, giá hồ tiêu Ấn Độ đã quay đầu giảm phiên thứ hai. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam đối với đồng rupee Ấn Độ, được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất nhập khẩu từ ngày 10 tháng 6 tới ngày 16 tháng 6, 1 rupee là 316,9 đồng Việt Nam. Hiện giá hồ tiêu tại Ấn Độ tương đương với mức giá là 132.200 đồng 1 kg. Thưa các bạn, đối với thị trường hồ tiêu trong nước, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu trong tháng 5 năm 2021 đạt 27.963 tấn tiêu các loại, giảm 4.269 tấn so với tháng trước và giảm đi 2.019 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá trị kim ngạch xuất khẩu tiêu trong tháng đạt 95,88 triệu USD, giảm đi 9,34 triệu USD. Nguyên nhân sụt giảm của xuất khẩu hồ tiêu là do cước vận tải biển tăng lên quá cao, dẫn đến giao thương bị đình trệ. Trong khi đó, giá tiêu thế giới tăng mạnh trong tháng 5 là do mối lo nguồn cung dài hạn có khả năng bị thiếu hụt. Thưa các bạn, về giá hồ tiêu trong nước ngày 12 tháng 6, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay, giá tiêu vẫn được thu mua trong khoảng từ 69.500 tới 72.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được thu mua quanh mức là 70.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, mức giá là 69.500 đồng 1 kg. Giá tiêu cao nhất ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở mức là 72.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu được thu mua là 71.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu được thu mua là 69.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, qua 6 tháng của năm 2021, thị trường các nước đang cân đối bằng nguồn dự trữ tiêu giá rẻ của năm trước. Tuy vậy, càng về cuối năm 2021, lượng tiêu ngày càng giảm dần. Đi đôi với đó là sản lượng vụ mới không đủ bù đắp. Vậy nên thị trường tiêu 6 tháng cuối năm được dự báo khá căng thẳng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ tăng do dịch bệnh COVID-19 dần được khống chế bằng vaccine sẽ đẩy giá nông sản, trong đó có hồ tiêu, sẽ tăng tốt trong thời gian tới. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu ngày 12 tháng 6. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.